tục đến với nội dung phim Phàm Nhân Tu Tiên. Sau khi bốn kẻ huyết thị đã có mặt đầy đủ, cuộc chiến lại tiếp tục. Hàn Lập sử dụng khối lỗi cầm chân Ngô Cửu Chỉ, hay còn được gọi là Diệp Xà. Sau đó cầm kiếm lao tới bổ thẳng vào đầu Thanh Văn. Gã ta nhanh chóng lấy ra thanh mộc trần cháo ngăn cản, phản công. Hai người đánh nhau kịch liệt. Trong khi đó Tống Mông thì đánh nhau với Thiết La. Thiết La cảm thấy gã đối thủ này khá thú vị, hoàn toàn không giống với những kẻ khác. Điều này cũng dễ hiểu, Tống Mông được sinh ra từ gia đình luyện võ nên bị ảnh hưởng bởi võ đạo. Sau khi tranh luận xong, Tống Mông lập tức cầm thương lao tới bón hành cho Thiết La. Có vẻ như thực lực Thiết La bây giờ đã yếu hơn nên liên tục bị dồn ép. Tống Mông vừa múa thương vừa giải thích, thương thuật thế gian không ngoài cản, nắm, thọc, gạt, gõ, đảo, đầm. Có câu nói một tấc dài một tấc mạnh, dù Thiết La bị vả như bố và con, vậy nhưng gã ta vẫn không xi nhê gì. Nãy giờ nghe tên này nói nhảm nhiều quá, cho nên Thiết La vô cùng tức giận, gã chủ động lao lên định bịt miệng Tống Mông lại. Về phần Lưu Tĩnh, sau một hồi công kích vào kén máu vậy nhưng không có tác dụng. Hắn quyết định lấy ra chiêu thức mạnh hơn, huyết tế thêm một giọt máu nữa rồi tung công kích về phía cái kén kia. Thấy cơ hội chém giết tới rồi, một tên đồng môn liền nổi lòng tham. Hắn lao lên định giành lấy chiến công, vậy nhưng ai ngờ, đang yêu đã yêu hóa xong, gã phá kén xông ra rồi tiễn tên tham lam đó về đất mẹ. Tình thế càng lúc càng khó khăn, vậy nhưng trước mắt vẫn giữ được thế cân bằng. Bây giờ chỉ cần một bên bị đánh bại, thì thế cục sẽ lập tức thay đổi. Lưu Tĩnh truyền âm cho Hàn Lập nhắc nhở không thể kéo dài thêm thời gian nữa, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Hắn muốn Hàn Lập làm hộ pháp cho mình. Bị Hàn Lập chọc giận, Thanh Văn giận dữ không thôi. Gã muốn hôm nay phải tự tay bóp chết tên đáng hận này. Để làm được chuyện đó thì gã cần phải bước vào trạng thái yêu hóa. Trong thời gian đó, Hàn Lập chuyển sang cầm chân đang yêu, tranh thủ thời gian cho Lưu Tĩnh thì triển chân bảo. Hàn Lập cũng không ngờ rằng vị sư huynh này lại chấp nhận tổn thương, dùng nguyên huyết kích phát chân bảo. Trong thời gian đó, Hàn Lập đã giải quyết xong tên đang yêu, tiến lão ta về đất mẹ. Đồng thời, đám khôi lỗi của hắn cũng đánh cho Diệp Xà bị thương nặng. Như vậy là mối uy hiếp, chỉ còn tiền Thiết La và Thanh Văn. Vừa vặn chân bào của Lưu Tĩnh cũng đã ngưng tụ xong, một con phượng hoàng lao vút xuống. Uy lực của chân bào này quá mạnh. Chỉ với một chiều, đã tiễn Thiết La cùng Diệp Xà bốc hơi. Lần này phải nói là quá xui xẻo cho Thanh Văn, khá ta còn chưa có cơ hội để thể hiện sức mạnh thì cũng bị tiễn về chầu cùng các huynh đệ. Đổi lại thì người thi triển cũng bị tổn thương nguyên khí. Ở sâu bên trong hàng ổ, tên cầm đầu cũng đã biết được đám người Hàn Lập tấn công. Trước mặt lão là tên Vũ Sư Huynh. Tên Vũ Sư Huynh này cũng xui xẻo không kém Thanh Văn. Bản thân tới đây chưa làm được tích sự gì thì đã bị bắt tới làm đồ huyết tế. Tống Mông nhớ lại những gì tên Thiết La đã nói. Gã ta cho rằng đám thất đại phái luôn mồm nói tiền gia không vào thế tục. Vậy nhưng thế gian chinh chiến không ngớt, phía sau toàn là môn phái thế gia tu tiên điều khiển. Mấy người cao cao tại thượng tiên phong đạo cốt. Vậy nhường kết quả chết đi, chỉ toàn là phàm nhân. Những lời này khiến Tống Mông cũng phải suy nghĩ. Suy cho cùng thì hắn nói cũng có lý. Hàn Lập đi vòng quanh dò xét, thân thể đám người kia đã bị đốt thành tro bụi, ngay cả túi trữ vật cũng bị hủy hoại. Đúng thật là lãng phí. Lưu Sư Huy nhanh chóng phục dụng đan dược khôi phục sức khỏe rồi cả nhóm lại tiếp tục tiến vào bên trong dò xét. Hàn Lập luôn cảm giác bản thân mình dường như đang bỏ sót thứ gì đó. Quả đúng là như vậy, trên thi thể của mỗi tên đều có một viên sắt đan. Tên đồng môn đi sâu cũng phát hiện ra chuyện này, gã ta lặng lẽ ở lại thu thập. Tiếp tục thăm dò vào sâu trong địa đạo, bọn họ phát hiện ra thi thể những người bị bắt tới huyết tế. Vậy nhưng bây giờ chuyện cấp thiết là giải quyết tên đầu đàn đã, sau đó quay lại an táng cho những người đáng thương này. Trên cột đá ở giữa bề máu có ghi vô số tên. Những cái tên đó nhìn không giống người của thất phái và thế gia, như vậy có lẽ là các tán tù. Hắn thắc mắc vì sao lại bị khắc vào nơi này. Mở một cánh cửa đá để vào bên trong, bọn họ bắt gặp Trần Sào Thiến và Vệ Nương. Hai nàng đã dẫn theo quân vương, lão già này chính là hoàng thượng. Vệ Nương cho biết, sau khi bọn họ vào cung cứu hoàng thượng ra ngoài thì tìm được một cửa vào mật đạo, xuyên qua mật đạo thì đến được nơi này. Không ngờ hắc sát giáo này làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, đào hàng khắp nơi. Hoàng thượng vô cùng cảm kích. Hàn Lập muốn hỏi thăm lão vài chuyện, vậy nhưng lão tỏ vẻ không biết chuyện gì, chỉ là bộ dạng của lão lại rất san sảo, dường như đang che giấu điều gì đó. Ngay sau đó, mọi người lại cùng nhau tiếp tục thăm dò. Đi được một đoạn cũng tới nơi, tên cầm đầu đã ngồi trên ghế chờ sẵn. Thực lực của hắn là trúc cơ hậu kỳ. Đám người Tống Mông chào hỏi bằng cách tung chiêu tấn công. Thân hình của lão thoát ẩn thoát hiện khiến đám người Hàn Lập bối rối. Đôi bên ăn miếng trả miếng liên tục. Vậy nhưng từ đầu tới cuối, mục tiêu ưu tiên của lão chính là tên đồng môn kia. Gã thắc mắc vì sao bản thân mình cứ 5 lần 7 lượt bị công kích. Hóa ra là vì gã đang nắm giữ mấy viên huyết ngưng ngũ hành đan đã lấy được từ trên đám người huyết thị. Cái này đúng là chết vì tội tham lam. Hàn Lập cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ phải có 5 viên thì mới đầy đủ ngũ hành. Thế nhưng ở đây lại chỉ có 4 viên. Sau khi đã lấy được thứ mình cần, lão nhanh chóng khởi động cơ quan mở ra một đường thoát lên trên. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, khung cảnh bên trên giống như tàng thư các.
tên của nó là Tàng Thư Lâu, có cơ quan di chuyển liên tục. Hàn Lập tiếp tục thắc mắc, người này thân là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vậy nhưng vì sao lại dùng đấu pháp liều mạng như vậy? Hình như hoàn toàn không mang tới an nguy của mình, không lẽ là ngũ hành đan này có vấn đề? Lão ta lên tiếng cảm ơn vì mọi người đã tặng lão huyết ngưng ngũ hành đan. Bây giờ đã tới đông đủ rồi, lão trực tiếp móc ngược ra viên thứ 5, điều này làm cho Hàn Lập càng thêm nghi ngờ. Không tiếc tự hại mình để lấy đan, hành động này quá kỳ quái rồi, ngũ hành đan tương ứng với ngũ hành. Từ điều này Hàn Lập liền suy đoán, lão ta chỉ là tên huyết hầu cuối cùng, chứ tuyệt đối không phải Hắc Sát giáo chủ. Từ đầu tới cuối đều bị kẻ này đánh lừa, Hắc Sát giáo chủ chân chính e là một người khác hoàn toàn. Quả đúng như những gì Hàn Lập đã suy nghĩ, Hắc Sát giáo chủ chính là tên hoàng thượng, nhưng cơ hội sự thật chưa bị bại lộ, lão ta lập tức lao tới tấn công Lưu Tĩnh, lấy hắn ta làm con tin, nếu không muốn hắn chết thì mọi người mau chóng khoanh tay chịu trói. Lưu Tĩnh truyền âm cho Hàn Lập, hắn sẽ giữ chân hai người này một phen, chuyện tiếp theo phải trông chờ Hàn Lập rồi. Nói rồi, Lưu Tĩnh cũng lao lên ôm theo hai người lao xuống bên dưới, sau đó sử dụng bao liệt phù. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, bao liệt phù chỉ có tác dụng khiến bọn chúng bị thương chứ không thể nào giết chết được. Tận mắt chứng kiến người mình yêu hy sinh, vệ đường vô cùng đau lòng. Tàng Thư Lâu bốc cháy dữ rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, hai kẻ bên kia cũng xuất hiện, may mà tên giáo chủ kịp thời biến hình. Tên huyết hầu thứ 5 chủ động hiến tế cho giáo chủ khiến thực lực của lão tăng lên. Hàn Lập thế phải lập tức tung chiêu ngăn cản, vậy nhưng không làm gì được. Cả đám buộc phải lên thuyền bỏ chạy. Lão ta tức giận đuổi theo, bây giờ Hàn Lập muốn lấy được huyết ngưng ngũ hành đan thì bắt buộc phải giết chết lão ta. Hàn Lập lái phi thuyền vào một biệt viện bên trong rừng trúc, rồi yêu cầu mọi người rời đi trước, hắn sẽ ở lại ngăn cản. Rất nhanh sau đó lão cũng đuổi tới, cả hai nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu, vậy nhưng thực lực của kẻ này lại quá mạnh, cũng may là hắn có nhiều chiêu bài giữ mạng. Trong may đánh không lại thì cũng có thể sử dụng để bỏ chạy. Sau một hồi gãi người cho tên giáo chủ, hắn dừng lại hỏi thăm. Mục đích chính là cầu chút thời gian để điều tức. Lão ta cho biết, mỗi một cái tên trên tháp đều do lão tự tay viết, bọn họ đã thành một bộ phận của lão. Mục tiêu của lão xa vời hơn, làm hoàng thượng cũng oai phong, vậy nhưng trong mắt những người tù đạo thì chỉ là một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Ngàn năm rồi, từ ngày mà tòa thành này xây lên, các phạm nhân nơi này đã sống như gia súc bị thuần dưỡng. Còn đám người trên núi như Hàn Lập không dính khỏi khói lửa chân gian, làm sao có thể trông thấy đống thịt cốt của người dưới núi chứ? Quy định của thất phái định ra là quần vương không thể tu tiên, đáng tiếc là hai huynh đệ lão lại có linh căn, vậy nhưng lại không thể giấu kín. Bọn lão tu luyện hấp huyết tà pháp cũng là vì một ngày nào đó không còn làm con rối của thất phái. Hàn Lập phản bác, cố tình chọc giận lão, vậy nhưng ý đồ này lập tức bị phát hiện. Cuối cùng thì vẫn phải có một trận chiến mà thôi. Vậy thì đánh đi, dùng mạng của hắn và của lão xem thử ai đúng ai sai. Hàn Lập chủ động công kích, sau đó quay xe bỏ chạy. Điều này làm cho lão ta càng thêm phẫn nộ. Lão lập tức đuổi theo. Từ đây thì tập phim đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé!